Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cần khởi tố ông tránh án Tòa Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình về tội bỏ lọt tội phạm theo Điều 369 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tại phiên tòa giám đốc thẩm vụ án bưu điện cầu voi ngày 8 tháng 5 năm 2020, theo đó Hội đồng Thẩm phán Tòa Nhân dân Tối cao đã y án tử hình Hồ Duy Hải, cho tới nay, vụ án này lại phát sinh nhiều tình tiết mới bất ngờ và vô cùng hấp dẫn. Ngày 27 tháng 5, luật sư Trần Hồng Phong có đơn kiến nghị gửi Giám đốc Công an tỉnh Long An đề nghị trả lời những nội dung sau đây. Thứ nhất, rút bút lục. Ai đã rút bút lục số 139, 140, 141, 142 ghi lời khai của nhân chứng Đinh Văn Còi. Anh Còi khi đó đang là Công an tỉnh Long An và anh Lê Thanh Trí ra khỏi hồ sơ vụ án Việc rút khỏi các bút lục này ra khỏi hồ sơ vụ án có phải là hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án hay không? Vì các bút lục này đã chứng minh Hồ Duy Hải vô tội. Công an tỉnh Long An có biết việc này hay không? Luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng việc 4 bút lục bị rút ra khỏi hồ sơ nhằm chứng minh Hồ Duy Hải là hung thủ của vụ án là vi phạm rất nghiêm trọng bởi nó làm thay đổi bản chất vụ án. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng tố tụng và hoạt động tư pháp và sẽ bị xử lý trách nhiệm hình sự về tội cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ án được quy định tại điều 375 Bộ luật hình sự 2015. Vấn đề thứ hai, nạn nhân Vân đi mua trái cây lúc nào? Theo hồ sơ vụ án thì thời gian sát hại hai nạn nhân và Vân tại bưu điện cầu Voi vào lúc 20 giờ 30. Việc xác định thời gian này chỉ căn cứ vào lời khai của Hồ Duy Hải và chị Huỳnh Thị Kim Tuyền, người sống phía sau bưu điện Cầu Voi. Tuy nhiên, chị Nguyễn Thị Bích Ngân, người bán trái cây cho Vân khai khoảng 20 giờ 45 đến 21 giờ ngày 13 tháng 1 năm 2008, tôi bán trái cây cho cô gái làm ở bưu điện Cầu Voi. Cô gái này chính là nạn nhân Vân. Đặc biệt là anh Long chồng chị Ngân cho biết khoảng 20h50 ngày 13 tháng 1 năm 2008 anh ở tại nhà lúc này có Vân đến mua trái cây tại nhà anh vợ anh là người bán Ngân bán trái cây cho Vân Vậy thì hồ sơ vụ án xác định hai nhân hai nạn nhân là Hồng và Vân bị sát hại vào lúc 20h30 là không chính xác Việc xác định thời gian gây án lệch đến 30 phút có thể dẫn đến khả năng sẽ bị lọt hùng thủ thực sự của vụ án. Vấn đề thứ ba là có hai thanh niên đến bưu điện cầu voi buổi tối xảy ra gây án mạng. Theo kết luận điều tra và cáo trạng đều thể hiện nhân chứng Đinh Vũ Thường đến bưu điện để gọi điện thoại vào lúc 19 giờ 39 phút thì thấy một thanh niên mặc áo ngắn tay màu trắng đang ngồi trong ghế sofa có thể đang bấm điện thoại. Còn anh Đinh Văn Còi và bạn đến bưu điện sau khi anh Đinh Vũ Thường. Theo anh Còi thì lúc này khoảng 19 giờ 43 phút hoặc trễ hơn, cả hai anh đều có thời gian đứng sát quầy lâu hơn nhìn rõ mặt và trang phục của người thanh niên hơn. Người thanh niên này mặc áo thun màu vàng khoảng 28 đến 32 tuổi. Chỉ riêng lời khai của Đinh Văn Còi tại bút lục số 139-140 cũng đủ lật lại vụ án này 198 độ. Vấn đề thứ tư là nhân vật Nguyễn Văn Nghị là ai? Nguyễn Văn Nghị là người mà ngay sau khi vụ án xảy ra, báo chí đưa tin đây chính là nghi can số 1, là bạn trai của nạn nhân Ánh Hồng và đã bị cơ quan điều tra tạm giữ lấy lời khai. Tuy nhiên sau đó trong hồ sơ vụ án hầu như không có bất kỳ một thông tin nào về người này. Từ năm 2015, gia đình Hồ Duy Hải có đơn tố giác Nguyễn Văn Nghị vì hàng loạt dấu hiệu liên quan hoặc ít nhất cũng là nhân chứng rất quan trọng trong vụ án. Tuy nhiên, Công an tỉnh Long An chỉ trả lời đơn giản là không có ai tên là Nguyễn Văn Nghị mà chỉ có một người tên là Nguyễn Hữu Nghị và người này không liên quan gì đến vụ án. Thế nhưng, trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 15 trên QD VKS TC V7 ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu rõ đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn My Son chưa được làm rõ. Và tại phiên tòa giám đốc thẩm vừa qua, các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An đều trình bày và xác định có đối tượng Nguyễn Văn Nghị nhưng không có chứng cứ xác định là nghi can nên không đưa vào hồ sơ vụ án. Ngay trong quyết định giám đốc thẩm tòa nhân dân tối cao cũng nêu đối tượng Nguyễn Văn Nghị như vậy có thể khẳng định Nguyễn Văn Nghị là một nhân vật có thật cơ quan điều tra đã mời làm việc lấy lời khai và lấy dấu vân tay do đó đề nghị giám đốc công an tỉnh Long An cho biết nếu Nguyễn Văn Nghị là Nguyễn Hữu Nghị thì tại sao trong phiên tòa giám đốc thẩm vừa qua cơ quan điều tra công an tỉnh Long An không nêu vấn đề này mà vẫn cung cấp thông tin và trình bày về đối tượng có tên là Nguyễn Văn Nghị vấn đề thứ năm đó là cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án Tại phiên giám đốc thẩm, ông tranh án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói rằng mặc dù cố quá trình tố tụng có một số thiếu sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án và chính Hồ Duy Hải đã nhận tội giết người. Nhưng nay đã xuất hiện lá đơn kêu oan từ trong tù của Hồ Duy Hải từ 9 năm trước 2011 chứng tỏ Hồ Duy Hải đã bị bức cung nhục hình và phải nhận tội để bảo toàn mạng sống để kêu oan. Theo báo sạch trong đơn gửi Quốc hội đề ngày 21 tháng 12 năm 2011, Hồ Duy Hải viết: "Hôm nay tôi làm đơn này với hy vọng Quốc hội yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xem xét vụ án thật để đưa vụ án ra ánh sáng pháp luật, nhằm tìm ra ai là người gây ra vụ án thật sự dựa trên những bằng chứng để lại tại hiện trường như vân tay nếu có, nhằm đem lại công bằng cho gia đình người bị hại." Riêng tôi lúc nhận tội do tinh thần không tốt, do các yếu tố gia đình và xã hội tác động, nhưng tôi không gây ra vụ án. Với chức năng của mình, tôi hy vọng quốc hội có thể giúp tôi làm rõ mình vô tội. Thời gian xảy ra vụ án đã lâu nên tôi mong tất cả sẽ sớm kết thúc cũng như mong nhận được phản hồi của Quốc hội Việt Nam. Tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quốc hội đối với tôi. Trong câu riêng tôi lúc nhận tội do tinh thần không tốt, do các yếu tố gia đình và xã hội tác động, chứng tỏ Hồ Duy Hải không dám nói thẳng rằng phải nhận tội do bị tra tấn cực hình, mà phải nói tránh ra là do tinh thần không tốt, do các yếu tố gia đình xã hội nhưng vẫn khẳng định mình không gây, gây ra vụ án đó. Như vậy, cục diện vụ án bưu điện cầu voi năm 2008 đến nay đã xoay sang một chiều hướng mới, các, thức, các trách nhiệm thuộc về Cục Điều tra Hình sự của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Đề nghị Cục Điều tra Hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cần phải ngay lập tức vào cuộc điều tra, xác minh và khởi tố tội cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án. Quy định tại Điều 375 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Long An. Điều 375 quy định Thứ nhất, điều tra viên kiểm sát viên thẩm ván mà thêm bớt sửa đổi đánh cháo hủy hoặc làm hư hỏng các tài liệu vật chứng của vụ án hoặc bằng các thủ đoạn khác nhằm làm sai lệch nội dung vụ án, vụ việc thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Thứ hai, phạm tội có tổ chức dẫn đến việc giải quyết vụ án, vụ việc bị sai lệch thì bị phạt tù từ 5 đến 10 năm tù. Thứ ba, phạt tù từ 10 năm đến 15 năm dẫn đến việc kết án oan sai người vô tội đồng thời đề nghị Cục Điều tra Hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cần khởi tố ông tranh án Tòa Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình về dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, quy định tại Điều 369 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội là hành vi của người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng không khởi tố, không truy tố những người mà mình biết rõ là có tội. Tranh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã biết rất rõ những vi phạm trong việc nghiêm trọng trong quá trình tố tụng vụ án điều tra viên công an tỉnh Long An như chính ông đã thừa nhận nhưng ông đã cố tình bỏ lọt tội phạm không truy tố. Như vậy là ông Nguyễn Hòa Bình đã đồng lõa và bao che cho tội phạm. Nhà báo Vũ Hữu Sự cho rằng câu nói của ông tránh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trong quá trình tiến hành tố tụng vụ án có một số sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án là câu nói ngu nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Và với câu nói này cũng đã đủ yếu tố để Cục Điều tra Hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố ông Tránh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình về tội cố dấu hiệu có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và phải bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự năm 2015 vì ông Nguyễn Hòa Bình đã đồng lõa và bao che cho tội phạm trong vụ án này là cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An. Tin chính thức cho thấy Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết đã nhận đơn đề nghị của bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải. Theo đó, Ủy ban Tư pháp Quốc hội cho biết sẽ xem xét và xử lý theo đơn quy định của pháp luật văn bản số 2518 UBTP14. Ông Nguyễn Văn Luật, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội đã ký. Trong đơn luật sư và gia đình trình bày ngay sau khi phiên giám đốc thẩm kết thúc, gia đình bất ngờ phát hiện thêm một tình tiết ngoại phạm của Hồ Duy Hải. Nếu xem xét lại biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu về pháp y thì cho thấy hung thủ sát hại nữ nhân viên bưu điện cầu voi chắc chắn thuận tay trái. Trong khi đó Hải là người thuận tay phải được chứng minh tại biên bản khai thực nghiệm hiện trường và kết luận điều tra. Theo dòng sự kiện trên mạng xã hội đến nay vẫn chưa hết những phát hiện mới về vụ hồ Dị Hải, khi công luận được chứng kiến và phân tích về những hình ảnh và bút lục cũ của hồ sơ vụ án, đặc biệt là khi những bút lục này bị giấu đi khỏi hồ sơ tạo thành một nghi án mới. Thật khó hiểu vì sao hành vi làm sai lệch hồ sơ vẫn chưa được khởi tố để điều tra và những sai sót nghiêm trọng được ghi nhận theo kiểu xuề xòa ngay giữa công đường ở cấp độ tối cao nhất của nền công lý quốc gia. Sai sót liên quan đến 12 năm oan ức chờ tử hình đã được các điều tra viên ở Long An giải thích theo cách giả vờ ngây ngô đến mức khó tin. Đến nay thì công luận tiếp tục đặt câu hỏi về những bút lục bị biến mất nhưng các cơ quan dường như chưa muốn nghe. Trước đây luật sư Trần Hồng Phong đã kiến nghị xử lý hành vi làm sai lệch hồ sơ với 7 điểm cụ thể, trong đó ghi rõ là điều tra viên đã tự tiện giấu đi tất cả các bút lục liên quan đến Nguyễn Văn Nghị, nhưng cơ quan có thẩm quyền đến nay vẫn cầm như hến, chờ lì ra không có phản ứng gì. Sự im lặng của cơ quan tư pháp về bản chất chính là một dấu hiệu của tội ác được pháp luật Việt Nam gọi là không hành động phạm tội. Ví dụ như thấy người chết đuối mà không cứu cũng là tội phạm. Điều 369 Bộ luật hình sự quy định người nào có thẩm quyền mà không trụ cứu trách nhiệm hình sự mà biết mình rõ là có tội thì bị phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù, án phạt tù tội phạm này có thể đến 12 năm. Như vậy sự im lặng của cơ quan công an của viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trước dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án rõ ràng là không khởi, khởi tố vụ án chính là một tội ác. Động cơ của họ chính là sự bao che cho đồng đội của mình hoặc cũng là sự vô cảm để mặc cho người vô tội phải chết. Thiết nghĩ các cơ quan báo chí, các luật sư và gia đình của Hồ Duy Hải phải tiếp tục kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn để những tội ác này được phơi bày. Công luận cần hiểu rõ thủ đoạn phổ biến của công chức là im lặng để mưu toàn đen tối hoặc che giấu sai phạm của người khác. Tuy nhiên đây chính là dạng không hành động phạm tội, rất cụ thể như đã nói ở trên. Một hành vi kỳ lạ nữa của cơ quan điều tra mới được nhà báo Trương Châu hữu danh phát hiện. Khi thực nghiệm hiện trường, cán bộ điều tra đã tự ý thay đổi hiện trạng cho phù hợp với chi tiết giấu con dao sau tấm bảng. Xem bản ảnh hiện trường, ban đầu thì tấm bảng úp mặt có chữ vô trong tường và chìa mặt sau ra ngoài để bố trí cho sự thuận lợi giấu con dao cán bộ đã chủ động xoay mặt phải có chữ ra ngoài và đặt lưng vào trong để cho hồ di hại có khoảng hở mà giấu con dao. Như vậy thì đây là những điều cực kỳ vô lý trong hồ sơ vụ án cầu điện cầu vòi mà chính những cơ quan pháp luật đang thụ lý vụ án này từ các cơ quan thấp nhất ở tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh và sau đó thì đến cơ quan bảo vệ pháp luật cao nhất đó là ông tránh án tòa nhân dân Nguyễn Hòa Bình phải chịu trách nhiệm trong việc này. Trong quá trình tiến thành hành tố tụng vụ án có một số sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án là câu nói ngu nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam và với câu nói này cũng đã đủ yếu tố để cục điều tra hình sự Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố ông tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình về tội có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và phải bị xử lý theo Bộ Luật Hình sự năm 2015. Vì ông Nguyễn Hòa Bình đã đồng lõa và bao che cho tội phạm trong vụ án này là cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.